động cơ điện một chiều hoạt động như thế nào. Như chúng ta đã biết, hai thanh nam châm khi đặt gần nhau chúng sẽ hút nhau nếu khác cực và sẽ đẩy nhau nếu cùng cực. Trong hình, thanh nam châm sẽ quay tròn quay một trục nếu thanh nam châm còn lại liên tục đảo cực. Như vậy, chúng ta đã hình dung ra được cách có được chuyển động quay của động cơ điện. Nhưng làm sao để có thể đảo cực của thanh nam châm một cách liên tục? Đơn giản, ta sử dụng cuộn dây, nó như một thanh nam châm, khi đảo chiều dòng điện qua cuộn dây cực bắc nam cũng sẽ đảo theo. Bây giờ, ta sẽ thay cuộn dây vào thanh nam châm này, không phải thanh nam châm này. Bởi vì nam châm gắn trục động cơ khi quay cũng tiện cho việc đảo chiều dòng điện. Còn thanh nam châm bên ngoài, chúng ta sẽ cố định nó và thêm một thanh tương tự vào bên kia để tăng hiệu quả. Chúng ta sẽ thiết kế khác đi một chút để phù hợp hơn. Nhưng lại có một vấn đề là khi quay, dây điện sẽ bị xoắn lại. Đừng lo, cổ góp và chổi than sẽ giải quyết vấn đề đó. Chúng ta có thể yên tâm quay động cơ mà không lo dây bị xoắn lại. Cuối cùng, chúng ta sẽ thêm nhiều cuộn dây giúp cho động cơ quay mượt mà hơn. Động cơ không chổi than hoạt động như thế nào? Với động cơ có chổi than thông thường, cổ góp và chổi than sẽ cấp dòng điện cho các cuộn dây và nhờ chuyển động quay tròn mà mỗi cuộn dây sẽ có dòng điện chạy qua một cách tuần tự và liên tục. Tuy nhiên, chổi than cọ sát với cổ góp nên nó nhanh bị mài mòn. Vì vậy, đối với động cơ không chổi than, chúng ta sẽ bỏ nó đi. Trục động cơ không còn được gắn vào cuộn dây mà gắn vào vỏ ngoài chứa các thanh nam châm. Khi đó, vỏ ngoài và trục sẽ quay, còn các cuộn dây sẽ đứng yên. Vậy làm sao để mỗi cuộn dây được cấp dòng điện một cách tuần tự và liên tục khi nó đứng yên? Đừng lo, chúng ta sẽ sử dụng mạch điều khiển. Trong đó, vi điều khiển sẽ điều khiển 6 van bán dẫn đóng cắt một cách hợp lý để cấp điện cho các cuộn dây. Khi đó, động cơ sẽ quay và tốc độ nhanh hay chậm tùy thuộc vào thời gian chúng ta đóng mở van bán dẫn. Ngoài ra, để xác định chính xác khi nào thì cuộn dây nào được cấp điện, chúng ta cần có thêm cảm biến xác định hướng và vị trí của các thanh nam châm. Động cơ bước hoạt động như thế nào? Động cơ bước là động cơ một chiều không chổi than. Chính vì vậy, các cuộn dây sẽ đứng yên, còn nam châm và trục động cơ sẽ quay. Điều đặc biệt ở động cơ bước chính là trục và nam châm sẽ nằm ở bên trong. Nam châm được chia làm hai cực bắc nam như trên hình và có các răng. Các răng của cực bắc và cực nam sẽ không thẳng hàng mà giao le với nhau. Bên ngoài, các cuộn dây sẽ được cấp điện một cách luân phiên giúp cho động cơ quay. Các răng ở bên ngoài giúp nâng cao độ chính xác, tương tác với các răng ở bên trong hiệu quả hơn. Khi một cuộn dây có dòng điện, nó sẽ tương tác với cực nam châm gần nó tạo ra một lực giúp trục động cơ quay một bước góc. Khi cuộn dây tiếp theo có dòng điện, trục sẽ tiếp tục quay một bước góc. Chúng ta cần điều khiển chính xác dòng điện giữa các cuộn dây, khi đó động cơ bước di chuyển theo các bước cố định, mỗi bước tương ứng với một góc quay cố định. Điều này cho phép động cơ bước được sử dụng trong nhiều ứng dụng cần độ chính xác và định vị cao.